Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc bé thỏ này bằng len nhung đũa. Để móc được bé thỏ này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như trên màn hình. Bây giờ, các bạn hãy cùng mình thực hiện nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len nhung đũa như thế này. Tiếp theo đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo đó các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 10 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong này. Mình sẽ sử dụng kim đánh dấu để mình đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên. Nếu như mà các bạn không có kim đánh dấu thì các bạn có thể sử dụng một đoạn len khác màu. Sau đó mình sẽ luồn vào cái chân móc đơn đầu tiên này là được. Mình sẽ tiếp tục móc mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7. Mũi móc đơn thứ 8. Mũi móc đơn thứ 9. Và mũi móc đơn thứ 10. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong 10 mũi móc đơn, tiếp tục thì các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái mũi móc đơn đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở đây mình sẽ tháo cái kim đánh dấu khỏi cái chân móc đơn đầu tiên của hàng thứ nhất ha. Rồi, ở hàng thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức 1 2 1 2, tức là ở chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, chân thứ ba móc 1 mũi móc đơn, chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, sau đó là 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, cứ thế cho đến hết hàng. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ hai này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp theo đó, chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ tư các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân tiếp theo các bạn móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức 1212 cho đến hết hàng.
Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo cái kim đánh dấu khỏi cái chân đầu tiên ra. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức, cứ cách 2 mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, đến chân thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức, cứ cách 2 mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo kim đánh dấu khỏi cái chân móc đơn đầu tiên ra trước. Tiếp tục thì hàng thứ tư đến hàng thứ sáu, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ tư. Hàng thứ năm và hàng thứ sáu, các bạn cứ lặp lại giống như hàng thứ tư. Để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ tư này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ tư, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Và mình sẽ móc vào cái chân đầu tiên này một mũi dời. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hàng thứ tư, hàng thứ năm và hàng thứ sáu. Các bạn cứ lặp lại giống như hàng thứ tư. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ sáu nha. Sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ sáu, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ bảy. Để móc lên hàng thứ bảy, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ bảy này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 10 mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tép trước. Đây là các tép trước và đây là các tép sau. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ nhất và chân thứ hai và móc vào đây mũi giảm thứ nhất. Đây là tép trước của mũi thứ nhất và đây là tép trước của chân thứ hai. Và mình sẽ kéo lên và móc mũi giảm thứ nhất.
Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi giảm đầu tiên này. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm thứ hai. Mình tiếp tục móc mũi giảm thứ ba. Mũi giảm thứ tư. Mũi giảm thứ năm. Mũi giảm thứ sáu. Mũi giảm thứ bảy. Mũi giảm thứ tám. Mũi giảm thứ chín. Và cuối cùng mình sẽ móc mũi giảm thứ mười. Sau khi các bạn đã móc xong 10 mũi giảm như thế này, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái mũi giảm đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái mũi giảm đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo kim đánh dấu này ra. Tiếp tục thì các bạn sẽ có thể kéo cái len này dài ra một tí xíu. Rồi mình sẽ nhồi bông vào bên trong. Sau khi nhồi bông xong thì chúng ta sẽ cùng nhau móc hàng thứ 8. Để móc lên hàng thứ 8, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 8 này các bạn sẽ móc như sau. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của các chân móc hàng thứ 8. Đây là các tép trước là tép ở bên ngoài nè, còn tép sau là các tép ở phía trong. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của các chân móc này và móc như sau. Ở tép trước của chân đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim vào tép trước của chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, ở chân thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ hai này và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở tép trước của chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt bắp và các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình tổng cộng là 5 lần len. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy lần len thứ nhất. Các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ ba. Sau đó mình sẽ kéo len lên. Các bạn kéo len qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Vậy là ở đây mình vừa lấy xong một lần len, mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ hai. Các bạn tiếp tục lấy cho mình một vòng dây. Sau đó mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ ba. Sau đó mình sẽ kéo len lên. Mình kéo len qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Vậy là ở đây mình vừa lấy xong hai lần len, mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ ba. Mình sẽ lấy một vòng dây, sau đó đâm kim vào cùng một cái tép trước của chân thứ ba. Sau đó mình sẽ kéo lên lên. Mình kéo lên qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Vậy là ở đây mình vừa lấy xong 3 lần len. Mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ tư. Mình sẽ lấy một vòng dây, sau đó đâm kim vào tép trước của chân thứ ba, rồi lại kéo lên lên.
mình kéo lên qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Rồi, vậy là ở đây mình đã lấy xong 4 lần len. Mình sẽ tiếp tục lấy tiếp một lần len thứ năm nữa. Các bạn lấy cho mình một vòng dây, sau đó mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của chân thứ ba rồi kéo lên lên. Mình tiếp tục kéo len qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Vậy là ở đây mình vừa lấy xong 5 lần len. Trên kim bây giờ sẽ có 6 vòng dây, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Rồi, vậy là ở tiếp trước của chân thứ 3 mình vừa móc xong một cái mũi hạt bắp như thế này. Tiếp tục, ở tiếp trước của chân thứ 4 là chân kế tiếp. Các bạn sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ tư và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình đâm kim vào tép trước của chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở tép trước của chân thứ năm, mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở tép trước của chân thứ 6, các bạn sẽ móc vào cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ 6 và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào tép trước của chân thứ 6 và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở tép trước của chân thứ 7, các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt bắp. Các bạn sẽ lấy cho mình tổng cộng là 5 lần len. Mình sẽ lấy lần len đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ 7 rồi kéo lên lên. Mình kéo len qua hai vòng dây đầu tiên trên kim. Rồi mình đã lấy xong một lần len, mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ ba. Mình tiếp tục lấy lần len thứ tư. Và cuối cùng mình sẽ lấy lần len thứ năm. Rồi, sau khi các bạn lại lấy cho mình tổng cộng là 5 lần len như thế này, thì trên kim bây giờ sẽ có tổng cộng là 6 vòng dây. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Vậy là ở tép trước của chân thứ 7, mình vừa móc xong một mũi hạt bắp như thế này. Tiếp tục, ở tép trước của chân thứ 8 là chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ 8 và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào tép trước của chân thứ 8 và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp theo đó, ở tép trước của chân thứ 9 mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Và ở tép trước của chân thứ 10 mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 8. Để kết thúc hàng này, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên mà và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo kim đánh dấu này ra. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 9, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 9 này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục, chân thứ 2 mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ 3 móc một mũi móc đơn.
Rồi, chân thứ tư mình sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm móc một mũi móc đơn. Chân thứ sáu móc một mũi móc đơn. Ở các chân còn lại thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và kết thúc hàng này các bạn sẽ có cho mình tổng cộng là 15 mũi móc đơn nha. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 9, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 10 này, các bạn sẽ móc như sau. Ở 4 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Tiếp tục chân thứ hai mình cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Và ở chân thứ tư mình móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn, tiếp tục ở chân thứ năm các bạn sẽ móc cho mình một mũi hạt bóp vào đây. Mình cũng sẽ tiếp tục lấy 5 lần len vào cái chân thứ năm này. Mình sẽ lấy lần len đầu tiên. Lần len thứ nhất, lần len thứ hai, lần len thứ ba, lần len thứ tư và lần len thứ năm. Sau khi các bạn đã lấy xong 5 lần len thì trên kim bây giờ các bạn sẽ có 6 vòng dây. Các bạn tiếp tục lấy cho mình một vòng dây nữa và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong một mũi hạt bắp vào chân thứ 5, tiếp tục thì ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba móc một mũi móc đơn. Và mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn, tiếp tục ở chân kế tiếp thì mình sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp và các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình 5 lần len. Mình sẽ lấy lần len đầu tiên ở chân kế tiếp. Mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ hai. Mình lấy tiếp lần len thứ ba. Tiếp tục lấy tiếp lần len thứ tư. Và cuối cùng mình sẽ lấy lần len thứ năm. Rồi sau khi các bạn đã lấy xong 5 lần len thì trên kim bây giờ sẽ có 6 vòng dây. Các bạn tiếp tục lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Rồi, tiếp tục. Ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn.
mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba và móc một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư và móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn thì tiếp tục ở chân kế tiếp, cũng là cái chân cuối cùng của hàng thứ 10 này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân cuối cùng và móc cho mình vào đây một mũi hạt bắp. Và ở đây mình sẽ tiếp tục lấy vào cái chân cuối cùng này 5 lần len. Mình sẽ lấy lần len đầu tiên. Mình lấy lần len thứ hai. Tiếp tục lấy lần len thứ ba. Lấy lần len thứ tư. Và cuối cùng thì mình sẽ lấy lần len thứ năm. Rồi, sau khi các bạn đã lấy xong 5 lần len thì trên kim bây giờ có tổng cộng là 6 vòng dây. Các bạn tiếp tục lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 10. Để kết thúc hàng này thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo kim đánh dấu khỏi cái chân móc đơn đầu tiên này ha. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 11, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 11 này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức. Cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Sau khi móc xong một mũi móc đơn, mình sẽ tiếp tục móc một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục ở chân kế tiếp mình sẽ móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong một mũi móc đơn thì mình sẽ tiếp tục móc một mũi giảm. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi sau khi móc xong một mũi móc đơn, mình tiếp tục móc một mũi giảm. Các bạn cứ lặp lại luân phiên một mũi đơn và một mũi giảm cho đến hết hàng này. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 11 và khi kết thúc cái chân thứ 11, các bạn sẽ kết bằng một cái mũi giảm như thế này nha. Và để kết thúc hàng thứ 11 thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Ở đây thì các bạn có thể tháo cái kim đánh dấu này ra. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu. Rồi mình sẽ nhồi lên bông. Rồi mình sẽ nhồ bông vào bên trong.
Rồi, sau khi nhồi bông xong thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ 12. Để móc lên hàng thứ 12, các bạn móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 12 này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 5 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của chân thứ nhất. Và tép trước của chân thứ hai. Và kéo lên, móc một mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi giảm đầu tiên của hàng. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ hai. Móc tiếp mũi giảm thứ ba. Móc mũi giảm thứ tư. Tiếp tục móc mũi giảm thứ năm. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong mũi giảm thứ năm thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng này. Để kết thúc hàng thứ 12, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái mũi giảm đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Mình sẽ tháo kim đánh dấu khỏi cái mũi dời đầu tiên. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu. Rồi mình sẽ cắt len này tại đây. Tiếp tục thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái kim khâu len và mình sẽ luồn cái đoạn len chúng ta vừa cắt qua cái kim khâu len này. Rồi mình sẽ đâm kim vào cái tép trước của hàng thứ 12. Sau khi may xong thì mình sẽ kéo xiết nó lại rồi mình sẽ giấu cái đoạn len thừa này vào bên trong. Đoạn len thừa mình các bạn có thể cắt đi. Tiếp tục thì các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len nhung đũa màu trắng như thế này. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Sau đó các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Rồi mình sẽ đâm kim vào cái mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục thì hàng thứ hai đến hàng thứ tư, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ hai, hàng thứ ba và hàng thứ tư, các bạn cứ lặp lại giống như hàng thứ hai. Để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái mũi móc đơn đầu tiên mình vừa móc xong. Chân thứ hai các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm móc một mũi móc đơn. Và chân thứ sáu mình sẽ móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong 6 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên mình đã đánh dấu ở đây
và móc vào đây một mũi dời. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái móc hàng thứ hai, hàng thứ ba và hàng thứ tư. Các bạn cứ lặp lại giống như hàng thứ hai. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ tư nha. Rồi, sau khi các bạn móc xong một mũi dời kết thúc hàng thứ sáu, sau khi các bạn đã móc xong một mũi dời kết thúc hàng thứ tư, các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích, rồi mình sẽ cắt len tại đây. Mình sẽ chưa một đoạn len ngắn để lát nữa mình sẽ may vào cái phần đầu nha. Ở đây mình sẽ móc hai cái tay như thế này. Tiếp tục thì các bạn sẽ cắt lấy cho mình một đoạn len màu đen, sau đó các bạn sẽ luồn qua một cái kim khâu len như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình cái phần đầu và cái phần thân chúng ta móc lúc nãy. Bây giờ mình sẽ may cái phần miệng cho bé thỏ này ha. Mình sẽ đâm kim ở khoảng hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mình sẽ đâm kim vào. Mình sẽ đâm kim may sao cho cái phần miệng nó sẽ ở khoảng hàng thứ năm nha. Cái miệng nó sẽ ở hàng thứ năm như thế này. Rồi sau khi may xong thì mình sẽ buộc hai cái đầu len này lại với nhau. Và mình sẽ cắt len này tại đây. Tiếp tục thì mình sẽ chuẩn bị hai cái mắt 80ml như thế này. Mình sẽ dùng 80ml ha. Các bạn có thể dùng loại có chốt hoặc là không chốt đều được nha. Bây giờ mình sẽ ướm thử cái vị trí của cái phần mắt này. Đây, mình sẽ dán cái mắt này ở khoảng giữa hàng thứ 4 và hàng thứ 5. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Mình sẽ dán ở gần giữa hàng thứ 4 và thứ 5, gần cái phần miệng ha. Bây giờ mình sẽ dùng keo nén để mình dán. Sau khi dán xong hai cái mắt này rồi thì mình sẽ may hai cái tai này vào cho bé thỏ ha. Mình sẽ luồn cái phần len thừa ở trên hai cái tai này qua một cái kim khâu len. Mình sẽ may cái tai đầu tiên này.
Rồi, sau khi may xong một cái tay thì mình sẽ giấu cái phần len thừa này đi. Rồi mình sẽ cắt cái phần len thừa này. Mình sẽ may tương tự đối với cái phần tay thứ hai nha các bạn. Rồi, vậy là ở đây mình đã may xong cái phần tay thứ hai rồi. Tiếp tục thì các bạn có thể lấy cho mình một đoạn len màu hồng để mình làm cái nơ nhỏ mình trang trí cho bé thỏ của mình ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó mình sẽ thay kim móc sang kim 2.5mm. Và cái sợi len mình sử dụng là Milk Cotton 50g nha. Rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình 40 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 3, 9 và 40. Rồi, sau khi móc xong 40 mũi móc xích thì các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu và mình sẽ cắt len này tại đây. Mình sẽ cắt sát ra luôn. Mình chỉ chưa một đoạn len ngắn như thế này thôi. Rồi các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ buộc nơ cho cái sợi len này. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào cho bé thỏ của mình. Mình có thể dán ở cổ nè, hoặc là mình dán ở tai đều được nha. Mình sẽ dán ở tay ha. Rồi tiếp tục mình có thể lấy một cái cọ và mình sẽ tô vào hai bên má cho bé thỏ của mình ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái móc một bé thỏ đáng yêu như thế này. Hy vọng thông qua những gì mình hướng dẫn, các bạn có thể thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.